việc đổi sang giấy phép lái xe theo mẫu mới bằng thẻ nhựa PET được áp dụng trong các trường hợp sau: giấy phép lái xe ô tô mẫu cũ bằng giấy bìa, hoặc giấy phép lái xe ô tô mẫu mới bằng thẻ nhựa PET bị hư hỏng, hoặc hết thời hạn sử dụng, hoặc bị sai thông tin hoặc có sự thay đổi thông tin trên giấy phép lái xe. Các bạn cần chuẩn bị tại nhà các hồ sơ, giấy tờ sau: 1. Giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe do bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, khu vực, quận, huyện, thành phố hoặc bệnh viện đa khoa tư nhân hoặc phòng khám đa khoa có đủ điều kiện cấp, thời gian cấp trong vòng 6 tháng trở lại. 2. Bản chính một trong các loại giấy tờ: giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và kèm theo bản chính giấy phép lái xe ô tô cần đổi. Các bạn cầm theo các loại giấy tờ này đến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi gặp được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, các bạn xuất trình bản chính, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và đồng thời nộp giấy chứng nhận sức khỏe người lái xe. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ đưa cho bạn một mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe. Bạn tự khai đầy đủ thông tin vào mẫu này theo các mục có sẵn. Sau đó ký tên và ghi rõ họ tên. Lưu ý, mẫu này không cần phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Bạn nộp mẫu này cho cán bộ tiếp nhận. Cán bộ kiểm tra thông tin đã khai, nếu thấy hợp lệ, đầy đủ, thì tiến hành chụp ảnh và đóng lệ phí cấp lại bằng lái là 135.000 đồng. Bạn sẽ nhận giấy hẹn đến lấy bằng lái mới và nhận lại bằng lái cũ, đã cắt góc. Một số lưu ý khi làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe mẫu mới: giấy phép lái xe còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng kể từ ngày hết hạn thì được đổi lại mà không phải thi sát hạch lý thuyết lẫn thực hành. Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm phải thi sát hạch lại lý thuyết thì mới được cấp lại. Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên phải thi sát hạch lại lý thuyết và thực hành. Các bạn vừa xem xong video hướng dẫn thủ tục đổi lại giấy phép lái xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất nhé!